Baby bus. Xe của tôi bị hỏng, bạn có thể giúp tôi được không? Đừng lo lắng, hãy cùng quan sát. Đầu tiên, hãy xem xe bị hỏng gì nào. Ôi không, động cơ không hoạt động. Đầu tiên, hãy sửa nó đi nào. Dây bị hỏng, hãy sửa nó đi nào. À ha, thổi bay khói đen thật nhanh nào. Nối dây vào vị trí tương ứng. Cài đặt thiết bị và ô tô có thể bắt đầu khởi động. Ồ, đã sửa xong rồi, làm rất tốt. Ô tô bẩn quá, hãy lau dọn nó sạch sẽ nào. Có quá nhiều vi khuẩn, nhanh loại bỏ chúng đi nào. Cửa sổ của ô tô bẩn quá, đi rửa xe nhé. Kéo bàn chải để tạo bọt cho xe. Hãy rửa sạch bọt đi. Bây giờ, hãy lau sạch vết bẩn ướt trên xe. Ồ, bây giờ chiếc xe đã sạch sẽ rồi. Ô tô bị hết xăng rồi, hãy nạp đầy bình nhé. Đầu tiên, hãy mở nắp ra. Bình nhiên liệu đã được nạp đầy, hãy đậy nắp bình lại. Tuyệt quá, đã sửa xong hết rồi nhé. Cuối cùng, hãy trang trí chiếc xe. Cảm ơn bạn đã sửa xe cho tôi, bạn thật tuyệt vời. Các bạn nhỏ, hãy tuân thủ luật giao thông khi lái xe, nhớ dừng lại để người đi bộ qua đường nhé. Ôi không, có khói bay ra từ xe ô tô của tôi, bạn có thể giúp tôi được không? Đừng lo lắng, hãy cùng quan sát. Đầu tiên, hãy xem xe bị hỏng gì nào. Tất cả sự cố đã được phát hiện rồi, bắt đầu sửa nhé. Lốp xe bị xì hơi rồi, hãy thay cái mới nào. Đầu tiên, hãy nâng tháo vít và bỏ chiếc lốp bị hỏng đi. Sau đó, lắp chiếc lốp mới và lắp vít mới và vặn chặt lốp mới. Không phải chiếc này, hãy thử lại lần nữa. Đã lắp đúng lốp rồi, tiếp theo hãy bơm nó lên nào.
Lốp được thay xong rồi, làm rất tốt. Dây bị hỏng, hãy sửa nó đi nào. Thổi bay khói đen thật nhanh nào. Nối dây vào vị trí tương ứng. Cài đặt thiết bị và ô tô có thể bắt đầu khởi động. Ồ, đã sửa xong rồi, làm rất tốt. Trong xe có rất nhiều rác, hãy vệ sinh thật sạch nào. Nên vứt rác vào trong thùng rác nhé. Làm sạch mảnh giấy vụn bằng máy hút bụi. Máy điều hòa không khí thật là bẩn, hãy lau dọn thật sạch nào. Để những vật trang trí xinh đẹp vào trong xe. Chúng ta đã hoàn thành việc vệ sinh, nó trông tuyệt quá. Tuyệt quá, đã sửa xong hết rồi nhé. Cuối cùng, hãy trang trí chiếc xe. Ồ, xe của tôi giờ đẹp như xe mới rồi, bạn thật tuyệt vời. Nhớ thắt chặt dây an toàn khi lái xe. Xe của tôi bị đâm mạnh quá, có thể sửa nó được không? Đừng lo lắng, hãy cùng quan sát. Đầu tiên, hãy xem xe bị hỏng gì nào. Thân xe bị hư hỏng nặng, có một vết nổm trên xe, hãy sửa nó đi. Đầu tiên, hãy dùng kìm để tháo. Sau đó, tháo bỏ vết nổm đi. Cho một tấm thép phù hợp vào. Sau đó, xịt sơn lên tấm thép. Ồ, ô tô giờ đẹp như xe mới rồi, làm rất tốt. Ô tô bị hết xăng rồi, hãy nạp đầy bình nhé. Đầu tiên, hãy mở nắp ra. Bình nhiên liệu đã được nạp đầy, hãy đậy nắp bình lại. Trong xe có rất nhiều rác, hãy vệ sinh thật sạch nào. Nên vứt rác vào trong thùng rác nhé. Làm sạch mảnh giấy vụn bằng máy hút bụi. Máy điều hòa không khí thật là bẩn, hãy lau dọn thật sạch nào. Để những vật trang trí xinh đẹp vào trong xe.
Chúng ta đã hoàn thành việc vệ sinh, nó trông tuyệt quá. Tuyệt quá, đã rửa xong hết rồi nhé. Cuối cùng, hãy trang trí chiếc xe. Chiếc xe yêu thích của tôi sửa được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy chú ý dừng lại khi gặp đèn đỏ và đi tiếp khi đèn xanh nhé. Hãy đi từ từ khi gặp đèn vàng nhé.